Xin chào quý giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần với bác sĩ Elizabeth Thi Nguyễn, bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Trần Văn Thọ. Tôi là Tom Hoàng. Trước khi qua thông tin thương mại thì Tom có nói về cái tánh của Tom, thì mình không biết là mình có bị bệnh hay không. Để Tom lặp lại đó là khi mà bước vô restaurant, vô chỗ nào cũng vậy, chỗ công cộng lúc nào Tom ngồi cái lưng mình cũng phải vô cái tường, và mình lúc nào nhìn ngoài cửa đó, tại mình muốn phòng ngừa. Và dĩ nhiên Tom đi ngủ thì lúc nào ở nhà cũng có súng hết. Mình có bị bệnh hay không? Teresa nghĩ là luật sư Tom nên lấy hẹn với Teresa hoặc là bác sĩ Elizabeth và bác sĩ Thọ để mà kiểm tra cho toàn diện đó. Chứ bây giờ mình trên TV mình không có thể trả lời được. Okay. Nhưng mà như là những lần trước mà mình có nói về những cái triệu chứng của bệnh tâm thần, thì hình như là bác sĩ Elizabeth có một lần nhắc tới là cái bệnh thì nó phải bao gồm nhiều cái triệu chứng cùng một lúc và nó phải ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Cho nên nó rất là khó để mà trả lời là mọi người có bệnh hay không. Nếu mà chỉ nghe người ta nói là tôi chỉ bị triệu chứng này chỉ trong vòng một vài phút thôi. Tại vì khi mà mọi người bệnh nhân tới bác sĩ tâm thần thì cái cuộc hẹn đầu tiên nó có thể là nó rất là dài, nửa tiếng 45 phút để mà hỏi rất là nhiều chi tiết. Thì cái mục đích của cái chương trình là để cho quý vị đang theo dõi chương trình để mà biết thêm về những cái triệu chứng, để mà nếu mà quý vị có thể có nghi ngờ là quý vị hoặc là người thân của quý vị có thể có triệu chứng thì nên đi bác sĩ để mà theo dõi thôi, chứ không thể nào mà trong vòng một vài phút ngắn ngủi mà mình có thể chuẩn bệnh cho một người qua cái TV được. Dạ vâng. Nếu mà thì Tom rất rất hạnh phúc là biết là mình không bị bệnh đó. không, Teresa nói là luật sư Tom nên lấy hẹn, chứ Teresa không có nói là luật sư Tom không có bị. Yeah. Ok. Thì chương trình này về các bác sĩ chứ không phải về Tom. Sorry, Tom hỏi câu đó. Nếu mà một người nào mình nghĩ người quen của mình, cái chuyện này xảy ra nó kéo dài tới hơn một tháng như bác sĩ nói, mình giúp người ta bằng cách nào? Dạ, nó có rất là nhiều cách. Thứ nhất là trị liệu tâm lý. Nó có cái gọi là Cognitive Behavior Therapy, là một loại trị liệu tâm lý mà cái người therapist, là cái người chuyên môn để mà chữa trị tâm lý, thì họ sẽ dùng những cái cách để mà họ giúp cho cái sự cảm xúc của mình với lại cái sự suy nghĩ của mình cho nó được ổn định hơn. Như là Teresa nhắc hồi đầu là cái chấn thương tâm lý nó ảnh hưởng đến cái cảm xúc, và cái cơ thể của mình nó cũng có những cái phản ứng nữa. Thí dụ như mà bây giờ mình nhớ lại lúc mà mình bị tai nạn xe cộ, thì có thể là lúc đó tim mình sẽ đập nhanh, cơ thể mình sẽ đổ mồ hôi lạnh, cơ thể mình có thể run rẩy, tại vì mình nhớ lại cái cảm giác đó giống như là mình đang trải qua cái sự việc đó một lần nữa. Thì cái trị liệu tâm lý nó giúp cho mình những cái cách mà mình có thể nhớ lại cái sự việc, nhưng mà mình nhớ lại một cách mà mình không có phản ứng một cách dữ dội, cái cơ thể mình không phản ứng một cách dữ dội nữa. Mình có thể học những cái cách để mà mình tập cho nó thoải mái, nó relax, cơ thể mình nó thư giãn, để cho mà từ từ mà mình làm quen, mà mình nhớ đến sự việc mình không có bị khủng hoảng giống như là lúc đầu nữa. Thì cái đó là một trong những cách mà điều trị tâm lý, nhưng mà nó có rất là nhiều cách khác. Yeah. Ngoài ra có những cách ngoài ra cái đó mình còn có thể chữa trị bằng thuốc. Như là bác sĩ Thọ nói là nếu như nó ảnh hưởng cái cuộc sống của mình quá, mình cần phải chữa trị bằng thuốc. Tại vì trị liệu tâm lý thì dĩ nhiên nó phải tốn một thời gian dài. Dạ. Yeah. Bằng thuốc thì khi mình bị ám ảnh trong tâm thần, làm sao mình chữa bằng thuốc được, bác sĩ Thọ? Dạ vâng. Thường thường nó mà bị bệnh PTSD, nó mà bị nặng á, là tăng trị trường cái não của tụi mình, là mình thiếu chất như mì norepinephrine hay là serotonin, nên chi mà cần dùng thuốc. Thường thuốc là giống như là thuốc Zoloft, gọi là SSRI, Zoloft hay là Paxil. Mấy thuốc này vẫn uống thường là uống lao dài, thường còn một hai tuần thì biết hậu quả thì là giúp cho được mấy cái triệu chứng này thôi. Hắn chữa cái gốc của PTSD, nhưng mà hắn không có chữa hiện tại bây giờ cái lo âu. Thì mấy cái hai cái thuốc, cái loại SSRI này là thường là không có ảnh hưởng về side effect nhiều bao nhiêu, với lại không có là bị ghiền. Nhưng mà có một cái loại thuốc kia thường bác sĩ cũng dùng là gọi là benzo, thay là clonopin, thay là Ativan, mà một cái loại kia nhiều người khán giả cũng biết tới là cũng gọi là Xanax. Nhiều người, bác sĩ gia đình hay dùng thuốc này về chữa về lo âu hiện tại bây giờ hướng dấp thiệt là mau. Uống vô là mình thấy người mình là very relaxed, very calm, không có ảnh giác, không có hồi hộp nhiều. Nhưng mà cái loại thuốc này là cần dùng
lúc là ngắn thôi, không có dùng dài được, với lại dùng cúp không có, thường là lúc khi cần là dùng thôi, không phải là uống ngày một cũng uống ấy. Tại vì nhiều người bệnh nhân mà ngày mua cũng uống cái thuốc, cái loại thuốc này là cũng có một nhóm là có thể là bị ghiền ra cái thuốc này. Nhiều khi mình mất mình không có uống là mình có cái hội hậu quả là rebound ra thì là lo âu cái tem nữa. Nên chỉ là khán giả và cần nghe biết là đi theo bác sĩ thường, ý lại là uống đúng gì là bác sĩ phi tua thôi, không có uống nhiều hơn. Dạ, thì là muốn nói thêm đó là bác sĩ Thọ nói về những cái thuốc gọi là SSRI như là Zoloft, Paxil. Và anh Tom hỏi là sau khi một người mà họ trải qua những cái kinh nghiệm kinh khủng mà tại sao mà thuốc nó có thể giúp được. Thì như hồi nãy nói đó, thì là không phải là mọi người mà trải qua những cái kinh nghiệm bị bệnh PTSD nó chỉ có một phần thôi. Thì là cái phần này đó thì họ có thể là họ thiếu những cái chất như vậy, thì là dùng những cái thuốc này nó có thể giúp. Và cái bệnh PTSD là một cái bệnh mà nó trong cái nhóm là lo âu, là bệnh anxiety disorder. Thì là những cái triệu chứng có thể như là họ cảm thấy là rất là cáu kỉnh, họ cảm thấy tức giận, họ khó ngủ. Thì là những cái thuốc như vậy đó thì nó rất là giúp cho những cái triệu chứng như vậy. Và thêm nữa đó thì là muốn nói là như bác sĩ Thọ nói đó là nó có hai loại thuốc mà thường thường xài. Cái thuốc mà quan trọng nhất là cái thuốc SSRI như là Zoloft, Sertraline, Paxil, Paroxetine. Và cũng có nhiều người bệnh nhân đó, họ sau nhiều khi họ không có biết về cái bệnh này, hoặc là họ để quá lâu mà chữa, thì là nhiều khi nó bị những cái bệnh khác như là trầm cảm, những cái bệnh lo âu khác, và cũng có thể bị những cái bệnh mà panic attack như là bệnh hoảng hốt. Ví dụ đi, khi không mà họ khó thở, họ không có, họ cảm thấy run rẩy, họ toát mồ hôi, họ cảm thấy rất là sợ hãi. Thì là tại vì nó có thể đưa đến những cái bệnh như vậy đó, thì là nên xài những cái thuốc như là Zoloft và Paxil. Và nó cũng có những cái thuốc khác mà có thể chữa trị những cái bệnh này trong cái nhóm này. Và cái thuốc mà benzodiazepine, Xanax, Clonopin đó, thì có thể mà trong những cái thời gian mà ngắn hạn thôi. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Yeah. Quý nhà đang theo dõi chương trình Sức khỏe tâm thần. Đề tài ngày hôm nay là cách nào mà có thể giúp những người mà khi mà có những cái chuyện xảy ra như là khủng bố trong đời người ta. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Nếu mà để với hỏi câu với những bác sĩ là nếu mà không treat, không chữa bệnh này, thì có những người nói là thôi cứ để yên cho ổng hay yên ổng bả ngủ mấy ngày mấy đêm là thôi xong rồi. Có ảnh hưởng lâu dài không? Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin từ ngoài.